Xin chào cả nhà, giới thiệu với cả nhà đây là cây cà chua bạc tuộc mà Thi trồng ở trong chậu nhỏ xíu, nhưng mà chắc là nó ăn rễ dưới đất rồi, nó quá trời trái luôn. Có một cây thôi, quá trời trái luôn. Quá trời. Nó bò quá trời. Nó bò tới đâu trái tới đó đó. Đây, cái rễ của nó nằm ở đây trong cái chậu nhỏ gì đâu mà chắc nó ăn xuống đất quá. Này, cái thân của nó nè, mò vào cái táo luôn. Lèo này lạ quá. Cả nhà trồng thử giống cà chua này nha, giống cà chua bạch tuộc.